Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh Hồng Nga Vlog nha. Thì cũng lâu rồi mình không có ra video. Thì hôm nay mình sẽ quay trở lại và mình sẽ nấu cái món ăn là bò kho ha cả nhà. Thì bây giờ mình xin mời mà các bạn cùng vào bếp thực hiện món ăn với mình ha. Thì ở đây cái nguyên liệu để mình nấu bò kho thì mình có chuẩn bị sẵn hết rồi ha. Ở đây là mình nấu là 3 kg thịt bò. Thịt bò thì hôm nay mình chọn là thịt ba rọi nha cả nhà. Thịt ba rọi thì nó có da da và cái gân gân gì đó, thì nấu rất là ngon luôn. Thì thịt bò này thì mình đã cắt ra sẵn hết rồi nè. Bây giờ mình cắt sẵn xong rồi một lát nữa mình sơ chế qua ha. Rồi thì cái nguyên liệu ở đây á, thì em có chuẩn bị là đây là đầu tiên là một hũ sa tế ha. Một hũ sa tế như thế này. 2 bịch bò kho và 1 bịch cà ri. 2 bịch sữa tươi không đường. 3 củ cải đỏ, 1 củ hành hành tây và củ hành tím với gừng. Một lát mình sơ chế cái thịt bò ha cả nhà. Và ở đây là mình sử dụng là 3 muỗng ăn canh đường, nửa muỗng ăn canh muối và 1 muỗng ăn canh bột ngọt. Và đây là sả ha, sả cộng ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đi sơ chế cái phần thịt bò ha cả nhà. Cái phần sơ chế cái thịt bò thì cái nồi nước mình có tắt cái nồi nước sôi lên ha. Thì cái phần gừng với lại củ hành á mình đập dập ra gì nè. Xong rồi mình cho vô đây luôn. Rồi mình đợi nước sôi rồi mình cho cái thịt bò vô. Bây giờ nước nó cũng nóng lên rồi nè. Bây giờ mình sẽ cho thịt vô ha. Nhiều quá. Mình trụng cho nó săn cái miếng thịt là được rồi ha. Cho nó sôi bừng lên cái là mình nhắc xuống được rồi, không có để lâu quá ha. Được rồi ha, bây giờ mình sẽ đem xuống mình rửa. Bây giờ thì cái thịt này mình rửa xong mình để ráo nước nè. Bây giờ mình sẽ bắt đầu ướp nha. Mình cho hết cái gia vị vô luôn. Đường, muối, bột ngọt. Bịch bò kho nha. Mình trộn lên cho nó đều, mình ướp khoảng 20 phút nha. 20 phút, 30 phút gì cũng được hết. Cái bịch cà ri này là một lát mình bắt lên bếp mình xào nha cả nhà, cho cái màu nó đẹp hơn á. Bắt tỏi lên rồi cái bỏ cái bịch nó vô mình xào một cái. Rồi cái mình cho thịt này vô nè. Mình trộn lên đều xong rồi cái mình cho 2 bịch sữa tươi vô luôn nha cả nhà. Thịt đây nãy giờ mình ướp cũng khoảng được 20 phút rồi nè. Bây giờ mình sẽ đem đi nấu nha cả nhà. Rồi bây giờ thì cái son nó đang nóng rồi nè. Mình sẽ cho dầu vô.
mình cho tỏi băm vô luôn nha. Sả thì là mình chặt khúc khúc, mình đập dập ra mình cho vô luôn. Rồi cái tỏi thì nó hơi vàng là mình cho cái bịch kali này vô luôn nha. Rồi tiếp theo mình sẽ cho bò vô luôn ha. Bây giờ bò nó sôi được một lúc rồi nè, mình sẽ cho nước vô ha. Cho nước ngập cái bò này luôn nha cả nhà. Rồi mình nấu khi nào cái bò mình nó mềm thì thôi. Bây giờ cái phần thịt của mình nó cũng sắp mềm rồi nè. Cái mình cho cái phần củ cải vô ha. Cho củ cải vô là vừa rồi. Củ cải thì mình cũng đã sắp xong rồi nè. Và mình nấu khi nào cái củ cải này nó mềm nữa là thịt của mình nó chín rồi, nó mềm là vừa ăn. Cái nước của mình rất là sạch luôn nè, rất là ngon luôn nè cả nhà. Chấm bánh mì ăn là hết sảy nha. Cái nước nó rất là ngon. Rồi thì bây giờ củ cải của mình nó cũng chín rồi. Cái mình cho cái hành tây vô luôn nha. Cho hành tây vô rồi mình tắt bếp là được rồi. Và khi mình dùng á, mình sẽ cho thêm quế hoặc là ngò gai vô nha cả nhà. Cái nồi ngò kho rất là ngon luôn rồi đó. Rồi thì mình cũng xin kết thúc cái video tại đây nha. Cảm ơn cả nhà đã dành ít thời gian để xem video nha. Hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo. Bye bye.